xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hợp nhân và nhập phước xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài IBC TV trên băng tần 57.8 và Galaxy 19. Quý vị đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viên Chủ Chùa Đồ Ngự. Hy vọng sẽ giúp quý khán giả đang tìm cầu sự an lạc, đức thật với những chia sẻ về giáo lý Đức Phật của Đức Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Di Đà Phật xin kính chào của học nhân và của Nhập Phúc. Kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. Yeah. Thưa Thầy, show vừa rồi chúng ta đã nói về sự thị hiện của Đức Phật và chúng con đã hiểu thêm về những cách và những trong ngàn năm mà Đức Phật đã thị hiện. Thì con xin Thầy bổ sung và nói thêm về những điều Đức Phật Thích Ca đã làm sau khi Ngài thị hiện. Thưa Thầy. Dạ, Đức Phật, cảm ơn của Nhập Phúc. Thưa quý vị, sau khi mà thị hiện ngoài cái đời sống của một vị Hoàng Thái Tử ở trong cung, phải học cả văn lẫn võ, văn võ song tu, phải sống một cái đời sống mà nó tiêu biểu cho một cái vị Hoàng Thái Tử. Đức Phật lúc bây giờ luôn luôn suy tưởng đến cái việc làm sao để giải thoát sự thông khổ cho tất cả muôn loài. Tất nhiên là vì là một vị Phật, vì là một vị Bồ Tát thị hiện, cho nên Ngài biết nếu mà đã là thị hiện thì phải đóng tròn cái vai trò của mình trong một cái đời sống thị hiện như vậy. Như chúng tôi đã thưa, tự thân của Đức Phật là tuệ giác. Đó là một cái sự thể hiện trọn vẹn về từ bi và trí tuệ. Bản thân của Đức Phật là hiện thân của từ bi và trí tuệ. Cho nên mình không cần phải đặt những cái câu hỏi là tại sao Ngài lại tuyên bố ta là một bậc vô sư trí. Chúng tôi sẽ giải thích cái thắc mắc này sau khi mà chúng tôi trả lời cái câu hỏi của cô Nhật Phúc. Ngài cũng luyện tập võ nghệ, cũng học tất cả những cái tinh hoa tư tưởng của Ấn Độ đương thời, và không có bất cứ một cái vị giáo sư nào lúc bây giờ có thừa cái khả năng để hướng dẫn Ngài, bởi vì họ dạy tất cả những gì mà khả năng của họ có thể, nhưng mà vẫn không làm thỏa mãn được cái nhu cầu trí tuệ của Thái tử Tập Đạt Đà. Và sau khi mà sanh Thái tử Tất Đạt Đa thì thưa quý vị đó, Tình Phạn Vương, tức là phụ thân, phụ vương của Thái tử Tất Đạt Đa, đã mời một cái vị đạo sĩ có tên là A Tư Đà, tức là Asita, ở Hy Mã Lạp Sơn đến để mà xem tướng. Thì sau khi mà xem xong cái tướng của Thái tử thì vị đạo sĩ này đã sụp lạy, vừa bày tỏ cái sự hân hoan tôn kính của mình, nhưng mà đồng lúc ông cũng đã không ngăn được những cái dòng lệ, ông đã khóc. Lý do tại sao? Vừa vui vừa mừng mà lại vừa buồn. Thì trong kinh có chép là ông vui mừng là vì ông biết Đức Phật sẽ, Thái tử Tất Đạt Đà
nếu mà không có xuất gia tầm đạo sẽ là một bậc chuyển luân thanh phương, còn nếu mà xuất gia tầm đạo sẽ là một bậc đại giác. Nhưng mà theo cái tướng mà ông xem thì ông biết chắc chắn là Đức Phật sẽ từ bỏ ngai vàng, ngài sẽ khước từ tất cả những cái cám dỗ của vật chất để được xuất gia tầm đạo và trở thành một vị Phật. Và vì cái tuổi của ông đã cao, cho nên lúc mà Đức Phật, lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật thì ông không còn có cái cơ hội để được nghe những cái giáo pháp do ngài khai thị. Do vậy mà ông đã biểu lộ cái niềm thương cảm, những cái sự buồn bã của mình. Lý do như chúng tôi đã thưa là ông nghĩ rằng ông thiếu nhân duyên để có thể hầu cận bên Đức Phật, nhằm học hỏi những gì mà Đức Phật đã sẽ thuyết giảng. Thì ở Ấn Độ nó có nhiều cái truyền thống văn hóa, nhiều cái phong tục tập quán. Một trong những cái phong tục đó, mỗi năm có cái lễ hạ điện. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đã du hành ra cái cửa thành cùng với nhiều người để tham dự lễ hạ điện. Thì qua cái cuộc lễ đó, ngài chứng kiến cái cảnh mà con người cũng như là muôn thú tàn hại lẫn nhau. Cái người nông phu cày trên một cái thửa đất, qua những cái luống cày, những con trùng, những con sâu nó hiện lên, những con chim từ ở trên không trung nó bay xuống và nó cướp lấy cái sinh mạng của những con vật đó. Những người thợ săn thì sẵn sàng những cái tên để sát hại những con chim. Nói chung á, thấy cái cảnh tương tràn, rồi có những con người tranh giành lẫn nhau để tìm cách duy trì cái sự sống, tìm cách thanh hô những cái địa vị trong xã hội, vân 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 vân. Thì Thái tử Tất Đạt Đa hiểu một cách sâu sắc rằng là đời sống là một cái gì tràn đầy khổ đau. Không phải là đợi đến cái lúc mà ngài chứng kiến lễ hạ điện ngài mới ý thức được cái điều đó. Nhưng mà chúng tôi đã thưa, khi thị hiện vào cái thân của một con người, đóng cái vai trò của một con người để biểu tỏ một cái thông điệp sống, thì tất nhiên là Đức Phật phải chứng tỏ cái ý thức của một con người bình thường trước một cái cảnh tương tàn, tương sát như vậy, để từ đó quyết chí xuất gia tầm đạo. Trải qua bốn cửa thành, chứng kiến một người bệnh khổ đau khó khăn ra làm sao, một cụ già đã nương tựa trên một cái chiếc gậy khó khăn vất vả như thế nào, một cái tử thi nó phân rã theo thời gian hôi thối, nó làm cho một cái thân hình đẹp đẽ trở thành một cái tử thi mà ai cũng tránh né vì sợ hãi, vân 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 vân. Và cuối cùng ngài cũng đã thấy được một cái vị đạo sĩ thung dung, ung dung thoát tục. Nó có những cái hoàn cảnh mà qua đó nó tác động lớn vào cái tâm hồn của một vị hoàng thái tử ở cái tuổi còn thơ bé. Và đó là cái động cơ thúc đẩy để Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa, đã là một vị Bồ Tát, đã là một vị Phật thị hiện, thì những cái động lực
để mà thúc đẩy, để mà tác động từ bỏ những cái gì mà cần từ bỏ, nó không còn là một cái điều kiện cần thiết nữa, nhưng mà do thể hiện cho nên phải thể hiện trọn vẹn một cái thông điệp đầy ý nghĩa và giá trị để mà hướng dẫn cho những ai có duyên tiếp xúc được với đời sống của Đức Phật. Như vậy mà có thể rũ bỏ tất cả những cái gì cần rũ bỏ để mà thực hiện những gì cần thực hiện. Thì nói chung á, khi mà thấy được những cái sự thống khổ của thế giới nhân loại, Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ hoàng cung để đi xuất gia. Sau 6 năm tu hành khổ hạnh, Ngài thấy rằng là cái phương pháp khổ hạnh không giúp cho Ngài giác ngộ được, do vậy mà Ngài từ bỏ và Ngài tu theo con đường trung đạo. Sau 49 ngày đi tham thiền nhập định, Ngài đã thành đạo. Và sau khi thành đạo thì Ngài đã giáo hóa độ sinh suốt 49 năm, và đã giúp cho rất nhiều loài chúng sinh từ một cái đời sống khổ đau có được một cái đời sống thật sự giải thoát và an lạc. Đó là những gì mà Đức Phật đã thực hiện sau khi Ngài thì hiện đang sinh. Dạ, vậy thưa Thầy, cảm ơn Thầy nhiều lắm. Không thật, chúng tôi sẽ trở lại với chương trình sau khi phần thương mại của đài. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu như